Thật nhá, mày cứ nhất quyết phải tra ra việc này làm gì. Lờ đi không phải hay hơn à? Mà tao thấy mày cũng chưa bao giờ giấu cái việc mày muốn bắt đầu lại với Dương. Thế nên nếu là Dương chia tay tên Tuấn kia chẳng phải tốt hơn sao? Mày nghĩ là Dương chưa đủ tổn thương à? Thì khổ trước sướng sau. Việc của mày bây giờ ấy là tìm mọi cách ở bên cạnh Dương, rồi nghĩ ra đủ cách để kết nối bố Dương lại với Dương. Sau đấy sẽ có được sự cảm kích của người ta. Lúc đấy thiếu gì cơ hội để kết nối. Có thể là mày không tin, nhưng đối với tao bây giờ, việc quay lại với Dương hay không không quan trọng bằng hạnh phúc cô ấy. Tao thấy người có thể ở bên cạnh Dương lúc này, làm cho Dương hạnh phúc và đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương nữa, chắc bây giờ chỉ có mày. Lúc trước tao có nói Dương may mắn khi có Nguyệt ở bên, nhưng mà bây giờ tao nghĩ Nguyệt mới là người may mắn khi có Dương làm bạn. Tao thực sự phải cảm ơn cô ấy. Uống đi. Có lẽ Nguyệt quan trọng với tao hơn là tao nghĩ mày ạ. Cam đây à? Con nhớ bố không? Con cũng nhớ bố nhiều lắm. Thế bố sang chơi với Cam nhá. Bây giờ á à? Cam hỏi thế có nghĩa là Cam không nhớ bố thật rồi. Bố Tùng bị buồn ấy. Con còn nhớ bố mà. Bố sang luôn với con đi, để con xin mẹ cho bố sang nhá. Thế tối nay bố qua chơi với Cam nhá. Vâng ạ. Con chào bố ạ. Bố nhớ đến với con nhá. Em ơi, anh thêm ca bia nhá. Uống ít thôi. Tao phải say thì mới có lý do để Nguyệt không đuổi tao chứ. Mày nghĩ là mấy cái trò mèo này của mày có mắt được Nguyệt à? Đương nhiên là không có mắt được rồi. Tao chỉ sợ vợ tao không dung túng cho mấy trò mèo này của tao thôi. Hôm qua tao mới thấy vợ tao đừng nói chuyện với sếp của mày, cái lão Giang ấy. Hai người nói chuyện thân mật lắm. Cái thằng Hầm này, Nguyệt không phải người như thế đâu. Đương nhiên vợ tao đương nhiên phải người như thế rồi, nhưng sếp mày thì khác. Nói đúng hơn ấy, tao tin Nguyệt nhưng không tin sếp của mày. Linh cảm của tao không có sai đâu.
ánh mắt lão sếp của mày nhìn Nguyệt nó